Xin chào quý vị và các bạn, chào mừng các bạn đến với video review sản phẩm của Vinmark. Và trong chuỗi các video review về sản phẩm của bình phun thuốc, bình xịt thuốc 16 lít, 20 lít thì ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục lên cho các bạn một model về dòng 18 lít. Đó là bình xịt thuốc HBMC với model là HB18L, một sản phẩm đến từ Thái Lan và sử dụng công nghệ thương hiệu của Thái Lan ạ. Chất liệu nhựa là nhựa PC và PVC rất là dày dặn, giúp cho bình của chúng ta khi mà sử dụng các hóa chất mà vào đây thì sẽ không bị ăn mòn. Có thiết kế hai nắp hai bên, một bên thì chúng ta có thể là sử dụng để cục sạc, hoặc chúng ta sẽ cho vào đây là các cái đầu pet, để trong quá trình phun mà chúng ta có muốn thay thế các đầu pet thì mình sẽ thay thế một cách rất dễ dàng. Và một bên thì mình sẽ cho hóa chất vào. Trong bình sẽ có đi kèm theo là một cái vỏ lọc rác. Thì với cái vỏ lọc rác này thì tất cả những cái lá cây bụi bặm thì nó sẽ ở bên ngoài, giúp bình của chúng ta sẽ bền hơn và sẽ không bị ảnh hưởng đến bộ bơm. Phía đằng trước có vị trí để chúng ta sẽ sạc ắc quy, cũng như là sẽ hiển thị được cái bôn kế trong quá trình mà chúng ta phun xịt thuốc. Ở phía bên hông có chiếc áp cục áp để khởi động bình. Theo máy có một chiếc cần như thế này, mình có thể rút dài hơn chiếc cần này hoặc là chúng ta sẽ thu gọn lại. Mình đã sử dụng pet loa với 8 lỗ. Ngoài ra thì mọi người có thể lắp thay thế bằng các cái pet đôi, pet đơn hoặc là pet 3. Phía mặt đằng sau trang bị phần dây đeo, phần đệm lưng. Đệm lưng làm từ nhựa dẻo, mà chúng ta đeo thì sẽ không gây khó chịu hay là nhức mỏi. Hiện nay trên thị trường bình phun thuốc, bình xịt điện 18 lít có rất là nhiều thương hiệu, rất là nhiều mẫu mã khác nhau. Sẽ tùy vào nhu cầu sử dụng của quý khách hàng mà mọi người lựa chọn. Mọi người hãy lưu ý đến model HB18L cũng là một sự lựa chọn để mọi người đáng cân nhắc. Sản phẩm này thì chúng ta có thể sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp. Mình có thể sử dụng để phun thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu cho cây ăn quả hoặc là hoa màu, sử dụng cho nương rẫy hoặc đồng ruộng. Ngoài ra thì mình cũng có thể sử dụng để phun khử khuẩn trong gia đình, ở các cái chuồng trại, ở những gia đình mà mình kinh doanh theo kiểu quy mô chăn nuôi, mình cũng có thể sử dụng được chiếc bình này. Một sản phẩm rất là hữu ích, tài chính bỏ ra không quá nhiều, chúng ta đã có một chiếc bình xịt cực kỳ là chất lượng. Để biết thêm thông tin chi tiết về sản phẩm này cũng như là mua hàng thì quý vị và các bạn mình có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024 38 38 3456 hoặc là truy cập vào website maymocviet.vn. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình và hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.